cắn vào tay cảnh sát giao thông, nam thanh niên lĩnh 8 tháng tù. Tòa án Nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Trần Duy Điệp, sinh năm 1988, trú ở xã Bản Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, 8 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 8, tại quốc lộ 38B, Điệp lái xe ô tô biển kiểm soát 34F09563 lưu thông theo hướng Hưng Yên đi thị trấn Thanh Miện, Hải Dương. Khi đến km 15+400 quốc lộ 38B, đoạn qua địa phận thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển số 34B426XX do chị Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1985, trú tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc điều khiển, đang đi cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Điệp lái xe ô tô rời khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng công an xã Tứ Cường phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn cản. Trong quá trình làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Điệp có nhiều lời nói xúc phạm lực lượng cảnh sát. Đối tượng này còn đạp vào cánh cửa xe ô tô của lực lượng chức năng và cắn vào cẳng tay một đồng chí công an, khiến người này bị thương nhẹ. Bắt 3 thanh niên dùng mã tấu chém người gây thương tích nặng. Ngày 31 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là các đối tượng đã mang mã tấu đuổi chém khiến một người bị thương tại địa bàn xã Bình Sơn, huyện Long Thành phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc trên xảy ra vào 15 giờ ngày 29 tháng 10 tại ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Thời điểm trên, nhóm thanh niên trên đang cùng nhau đuổi chém anh HVC, ngụ địa phương khiến anh này bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã rà soát, xác minh thông tin, truy bắt các đối tượng liên quan. Sau nhiều giờ truy xét, Công an đã xác định nhóm đối tượng liên quan gồm Trương Văn Song, 24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, Trần Văn Tuyền, 25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang và Trương Văn Thành, 24 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Thời điểm này, cả 3 đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Cẩm Mỹ nên Công an đã ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, hiện Công an tiếp tục điều tra. Khởi tố đối tượng trộm 350 cây sâm ngọc linh. Trước đó ngày 21 tháng 10, anh A Tâm, sinh năm 1992, trú tại thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh, huyện Đắk Lây, đi thăm vườn sâm ngọc linh của gia đình tại tiểu khu 93 thuộc thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh thì phát hiện bị mất khoảng hơn 300 cây. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã cử lực lượng trinh sát điều tra phối hợp với Công an xã Mường Hong, Ngọc Linh, Đắk Lây tiến hành rà soát địa bàn, xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Quá trình điều tra xác minh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát phát hiện đối tượng A Ngang, sinh năm 1993, trú tại làng Long Leo, xã Tumorong, huyện Tumorong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời làm việc. Qua đấu tranh, A Ngang cho biết lợi dụng đi săn để dò la sơ hở các vườn sâm Ngọc Linh tại tiểu khu 93 thuộc thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh. Sau đó, đối tượng lẻn vào nhổ sâm và đưa về nhà cất giấu. Quá trình đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh tại vườn của hộ gia đình A Tâm. Cơ quan cảnh sát điều tra đã đưa đối tượng lên vị trí cất giấu sâm Ngọc Linh đã trộm cắp được và tạm giữ 350 củ sâm, trong đó 250 củ 1 năm tuổi, 33 củ từ 3 đến 5 tuổi, 67 củ trên 5 năm tuổi. Tạm giữ tài xế ô tô đâm vào đoàn người đi đám tang ở Hà Nội. Tối ngày 31 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Phúc Thọ vừa tạm giữ tài xế lái xe ô tô trong vụ đâm vào đoàn người đi bộ làm một nạn nhân không qua khỏi để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tài xế bị tạm giữ được xác định là ông Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1960, trú tại Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội, người điều khiển xe ô tô 7 chỗ màu trắng mang biển số 30L220XX. Theo điều tra, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại đường liên xã Hát Môn, Vân Nam, đoạn thuộc thôn 6 xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, xe ô tô do ông Nguyễn Văn Tê điều khiển bất ngờ đâm vào thành trụ cầu H8, rồi tiếp tục tông trúng 4 nam giới trong đoàn người đưa tang đang đi bộ phía trước. Chưa dừng lại, ô tô này va chạm thêm một xe máy đang để trước cửa nhà dân rồi mới dừng lại. Tai nạn liên hoàn khiến một nam giới 65 tuổi tử vong và 3 người bị thương gồm NNB, sinh năm 1972, NLS, sinh năm 1986, cùng trú tại xã Hát Môn, NNH ở Lai Châu. Vụ tai nạn cũng khiến một ô tô và một xe máy để bên đường bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Phúc Thọ khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tài xế T mới mua chiếc ô tô con này. Trước đây, ông T chủ yếu là xe số sàn, nên khi cầm lái chiếc xe mới là xe số tự động, tài xế không kịp xử lý tình huống dẫn đến tai nạn. Cháy lớn tại công ty sản xuất nội thất ở Hải Phòng. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, vụ cháy xảy ra hồi 18 giờ 11 phút ngày 31 tháng 10 tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nội thất SK1 ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện, các đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện An Dương, Công an quận Hồng Bàng và các đội khu vực 1, khu vực 4 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đến hiện trường để chữa cháy.
Đám cháy có diện tích cháy khoảng 200m2, là nhà xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất công nghiệp và có nguy cơ cháy sang các khu vực lân cận, nhà dân gần cơ sở. Các lực lượng, phương tiện triển khai các đội hình chữa cháy, làm mát, ngăn cháy lan, di chuyển đồ đạc và người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng của đám cháy. Đến 19 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Đến 21 giờ cùng ngày, các lực lượng công an tiếp tục phun nước làm mát, dập tàn lửa, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại. Cơ quan chức năng xác định vụ cháy không thiệt hại về người, đang thống kê làm rõ thiệt hại về tài sản. Hiện công an huyện An Dương tiếp nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân cháy theo quy định. Bắt đối tượng lừa bán ô tô cũ giá rẻ, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người. Ngày 31 tháng 10, công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra vừa tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Lộc, sinh năm 2003, trú tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Lộc lập tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Nguyễn Hữu Lưu rồi tham gia vào hội nhóm mua bán xe ô tô cũ, xe máy múc, xe cần cầu, phụ tùng ô tô, mua bán điện thoại qua sử dụng. Sau đó, Lộc lấy thông tin hình ảnh của người đang có nhu cầu bán xe ô tô cũ rồi tải và đăng lên Facebook Nguyễn Hữu Lưu để giao bán với giá rất thấp. Khi có khách hỏi mua, Lộc hướng dẫn người mua kết bạn qua tài khoản Zalo của Lộc mang tên Vật liệu cơ giới Hữu Lưu để trao đổi. Khi khách đồng ý mua, Lộc yêu cầu chuyển tiền cọc qua tài khoản ngân hàng của Lộc. Sau khi nhận tiền cọc, Lộc tiếp tục gian dối, đưa ra nhiều lý do để tạo lòng tin khiến khách gửi thêm tiền. Sau khi nhận được tiền của khách, Lộc chặn Facebook, Zalo rồi chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1 năm 2024 đến khi bị bắt, Lộc đã lừa đảo và chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng của hàng trăm người dân trên cả nước với số tiền từ 1 đến 50 triệu đồng. Trong đó có anh NGTT, ngụ huyện Đắk Rơ Lấp bị Lộc lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng tiền cọc để mua xe ô tô cũ. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 4 điện thoại di động, một máy tính xách tay cùng một số đồ vật có liên quan. Vụ việc đang được công an huyện Đắk Rơ Lấp tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên, đề nghị liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện, địa chỉ số 7 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông để được phối hợp giải quyết. Bắt giam cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Bách Đạt An. Ngày 31 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với bà Hoàng Thị Kim Châu, sinh năm 1973, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần Bách Đạt An về hành vi tham mô tài sản. Qua tiếp nhận, giải quyết thông tin tố giác về tội phạm, công an tỉnh Quảng Nam xác định bà Hoàng Thị Kim Châu có dấu hiệu thực hiện hành vi tham mô tài sản. Đến ngày 25 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Thị Kim Châu. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, công ty cổ phần Bách Đạt An đã thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Công ty đã sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư dự án, số tiền còn lại bị Hoàng Thị Kim Châu sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công ty cổ phần Bách Đạt An là chủ đầu tư các dự án bất động sản, khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thông qua công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam, công ty đã bán khoảng 1.000 lô đất nền tại các dự án này. Sau nhiều năm, người dân không được chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ như cam kết nên xảy ra khiếu kiện kéo dài. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ đối với các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị số 7B mở rộng, khu đô thị Hera Complex Riverside do công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu đến hết tháng 12 năm 2025, công ty Bách Đạt An phải triển khai thực hiện hoàn thành các dự án, nghiệm thu bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng.